Chào mọi người, vì rất nhiều bạn nhắn tin nói là kênh của Ad chậm hơn bên bé Miu chuyện dài tập, chuyện chiến thần ở rễ. Đúng là dạo này gần đây Ad bận quá, thành ra dịch không kịp. Nhưng mà chỉ còn vài tập nữa thôi. Nhưng mà chắc từ hôm nay trở đi Ad sẽ làm song song, vừa dịch ra thuần Việt mà vừa dịch bản convert giống như bên bé Miu bên chuyện dài tập á, nhưng mà vẫn dịch cố gắng làm sao đó để tương đối dễ hiểu một xíu, nhưng mà nó thuần túy là bản con vẹt chứ không phải là bản thuần Việt. Những bạn nào mà cảm thấy không đừng được và vẫn muốn nghe thì cứ vào nghe đỡ, nhưng mà dĩ nhiên nghe sẽ đỡ hơn bên bé Miu. Rồi Ad vẫn song song là vẫn dịch ra thuần Việt và làm dí theo. Khi nào mà kịp rồi, trong vòng chắc tuần nữa thôi là Ad làm kịp. Làm kịp thì đến khi mà kịp rồi thì bắt đầu là Ad sẽ không có làm theo kiểu chỉnh lý sơ sơ của bản convert nữa, mà lúc đó sẽ làm thuần Việt luôn. Mời mọi người nghe truyện Chiến thần ở rễ bản convert tập 477. Một đám siêu phàm cảnh cường giả tại khi chứng kiến một thành chủ cùng kiếm khách bóng đêm thực lực cường đại về sau, rốt cục bọn hắn đã biết nên lựa chọn như thế nào. Cầu xin một thành chủ tha mạng, chúng ta biết sai rồi, sau này chúng ta xin rời đi. Một tên cường giả siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu khẩn nói. Dứt lời, hắn xoay người bỏ chạy. Có sự khởi đầu, một tên bỏ chạy thì những người khác cũng nhao nhao quay người bỏ chạy theo. Kiếm khách bóng đêm vừa muốn truy sát liền bị một thành chủ ngăn lại nói: hãy bảo tồn thực lực, chúng ta còn phải đối phó với hoài thành chủ. Kiếm khách bóng đêm vội vàng nói: vâng. Không còn ai ngăn cản, một thành chủ cùng kiếm khách bóng đêm một đường thông thuận. Rất nhanh, hai người tới phía sau núi hoài thành phủ. Một thành chủ sắc mặt ngưng trọng nói ra: ta đã dùng tinh thần lực tìm khắp nơi trong hoài thành phủ đều không có tìm được hoài thành chủ. Nếu như nơi này còn không có, hôm nay sợ là liền không giết được hắn rồi. Kiếm khách bóng đêm sắc mặt hết sức khó coi. Một thành chủ đã sử dụng bí pháp trẻ hóa, thực lực đã tăng lên một biên độ rất lớn. Nếu như còn không thể tìm được hoài thành chủ, một thành chủ coi như còn sống, về sau cũng sẽ biến thành một người phế nhân. Chỉ bằng một mình ông một người, căn bản không thể nào là hoài thành, không thể nào là đối thủ của hoài thành chủ. Một phủ cũng liền sẽ nguy hiểm. Một thành chủ chỉ một ngón tay phương hướng phía sau núi, mở miệng nói ra: nơi đó có một sơn động, chúng ta đi vào. Hai người vội vàng hướng về phía sơn động vọt tới. Rất nhanh, hai người tiến về phía sau núi sơn động. Cẩn thận! Vừa vào bên trong sơn động, một thành chủ vội vàng lui lại, đồng thời quát lên một tiếng. Kiếm khách bóng đêm khi nghe một thành chủ nhắc nhở, trong nháy mắt đó liền đã ý thức được sự nguy hiểm, vội vàng huy động trong tay linh kiếm. Keng keng keng, một trận thanh âm kim loại va chạm vang lên, một đống mũi tên sắt rơi xuống trên mặt đất. Kiếm khách bóng đêm sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra: bên trong hang núi này có ám khí, hoài thành chủ nhất định hắn núp ở bên trong. Hắn là dự định muốn dùng ám khí làm tiêu hao hết thể lực của chúng ta, sau đó lại đối với chúng ta động thủ. Một thành chủ tự nhiên cũng ý thức được điểm này, hướng về phía bên trong sơn động lớn tiếng nói: hoài thành chủ, ngươi dù sao cũng là hoài thành chi chủ, vậy mà hèn hạ vô sĩ như thế sao? Sự tình nếu hôm nay truyền đi, ngươi liền không sợ biến thành trò cười cho người khác hay sao? Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một thành chủ lông mày vặn tít lên, trầm mặc một lát sau nói: ta sẽ đi vào, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Vừa nghe vậy, kiếm khách bóng đêm sắc mặt đại biến, vội vàng nói: thành chủ, tôi cùng ngài đi vào chung. Không được, ngươi nếu còn sống thì một phủ còn hy vọng có tồn tại. Nếu như ngươi cùng ta chết ở nơi này,
mục phủ rất nhanh liền sẽ trở thành lịch sử. Một thành chủ vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm kiếm khách bóng đêm, dặn dò: nếu như ta gặp phải bất trắc gì, không cần quản tới ta, hãy nghĩ biện pháp trở lại mục phủ, sau đó dẫn đầu toàn bộ cường giả mục phủ rời đi. Chờ đến khi các ngươi có thực lực để báo thù, lại đem những gì đã mất đi hết thảy đoạt lại là tốt rồi. Kiếm khách bóng đêm lập tức hai mắt đỏ ngầu, hai mắt ông nhìn chằm chằm vào một thành chủ nói ra: miễn là còn sống liền có hy vọng. Một thành chủ gật đầu, vỗ vỗ bả vai kiếm khách bóng đêm, lập tức cất bước hướng về phía trước. Ông đi sâu vào trong sơn động. Kiếm khách bóng đêm cũng không có đi vào. Ông biết, coi như mình có đi vào, nếu như một thành chủ chết đi, mình cũng không còn sống sót được. Tựa như một thành chủ vừa rồi có nói, chỉ cần kiếm khách bóng đêm còn sống, một phủ liền có hy vọng. Sau khi một thành chủ đi vào sơn động, lại không có ám khí đánh tới. Lần này, ông trực tiếp đi ra mười mấy mét về sau. Bỗng nhiên, có một đạo sát ý mãnh liệt hướng thẳng về phía ông, đánh tới. Một thành chủ vội vàng huy động linh thương trong tay. Cang! Một tiếng vang thật lớn. Một thành chủ linh thương trong tay trực tiếp chém vào một thanh trường mâu phía trên. Một thành chủ lúc này mới kinh ngạc phát hiện là một cường giả mặc áo bào giáp. Chỉ là ông từ trên người của đối phương không có cảm nhận được một chút nào điểm sinh cơ. Đối phương tựa như là một cổ thi thể. Ông không để ý tới suy nghĩ nhiều, vội vàng huy động trường thương trong tay. Keng keng keng. Cường giả mặc áo bào giáp không ngừng huy động trường mâu trong tay. Mỗi một đòn hắn đánh xuống đều mang theo một cổ khí thế kinh thiên động địa. Một thành chủ bản thân liền là cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh, hiện tại ông đã sử dụng bí pháp trẻ hóa, về sau thực lực của ông lại tăng vọt thêm một mảng lớn, sợ là hiện giờ đã đạt tới tình trạng nhất phẩm thiên cảnh. Nhưng là bây giờ ở trước mặt cường giả áo bào giáp này, một thành chủ vậy mà không có cách nào chiến thắng được đối phương. Chẳng lẽ đối phương cũng là một cường giả nhất phẩm thiên cảnh hay sao? Vừa nghĩ tới đây, một thành chủ khiếp sợ trong lòng càng đậm, không ngừng huy động linh thương trong tay. Mỗi đòn đánh xuống đều bộc phát ra một đạo tiếng vang kim loại chói tai. Một thành chủ bỗng nhiên có loại ảo giác, mình mỗi một kích tựa hồ cũng bị đối phương sớm dự đoán đến. Mỗi một đòn đánh xuống, đối phương đều có thể phi thường tinh chuẩn đón đỡ của ông. Liên tiếp mấy chục thương rơi xuống, một thành chủ cảm giác thể lực của mình đã tiêu hao rất lớn. Nếu như tiếp tục nữa, sợ là sẽ không bao lâu thể lực của mình liền sẽ tiêu hao sạch. Ông nghiến chặt hai hàm răng, hai mắt nhìn chằm chằm cường giả áo bào giáp. Cho đến bây giờ, ông liền xác định đối phương không phải là người sống, hay là bộ cương thi, ông đều không thể xác định được. Ngay tại thời điểm ông đang theo dõi cường giả áo bào giáp, đối phương bỗng nhiên động, trong tay trường mâu hướng thẳng về phía một thành chủ đâm qua. Trường thương trong tay một thành chủ bỗng nhiên vang lên, keng một tiếng, trường thương chấn khai với trường mâu, hai người lại một lần nữa kịch chiến. Một thành chủ chỉ có thể liều mạng nghênh chiến. Ông có thể cảm giác được theo lực chiến đấu của mình, thể lực của mình càng ngày càng kém đi, mắt thấy là phải tiêu hao hầu như không còn gì. Đúng lúc này, ông chợt phát hiện thời điểm cường giả áo bào giáp mỗi lần hắn công kích, cái tay cầm trường mâu kia phía dưới nách của hắn không có áo giáp bảo hộ. Với sự phát hiện này, để ông vui mừng khôn xiết. Sở dĩ đến bây giờ đều không thể giết chết tên cường giả áo bào giáp, cũng là bởi vì cường giả áo bào giáp toàn thân trên dưới đều trang bị linh khí. Linh thương của ông căn bản không có cách nào làm tổn thương đến đối phương. Giết! Một thành chủ lại một lần nữa vung lên trường thương trong tay. Ngay tại lúc cường giả áo bào giáp vừa giơ trường mâu trong tay lên, nháy mắt, một thành chủ liền biến mất ngay tại chỗ.
Theo một thương của ông rơi xuống, trường thương trực tiếp nhắm vào cánh tay cường giả áo bào giáp bổ thẳng xuống. Cánh tay mang theo trường thương của cường giả áo bào giáp hết thảy đều rơi xuống trên mặt đất. Trong mắt một thành chủ lóe lên một đạo sát cơ đáng sợ, dưới chân ông khẽ động, lại hướng về phía cường giả áo bào giáp một lần nữa xông tới. Phục, lại là giơ tay chém xuống. Cường giả áo bào giáp một cánh tay còn lại cũng rơi trên mặt đất. Quân, một thành chủ thừa thế một cước đá thẳng vào lồng ngực cường giả áo bào giáp. Cường giả áo bào giáp bay thẳng ra xa mười mấy mét, ngã trên mặt đất không còn động tĩnh, sinh cơ cũng từ từ trôi đi. Một thành chủ lúc này há lớn mồm thở dốc, vừa rồi giao chiến ông đã tiêu hao mười phần to lớn. Ngay tại khi một thành chủ vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thì một đạo cường đại kiếm ý bỗng nhiên hướng thẳng về phía ông đánh tới. Ông vội vàng từ bỏ nghỉ ngơi, bỗng nhiên huy động cánh tay, trường thương trực tiếp ngăn tại trước ngực của mình. Cang, một thanh linh kiếm hung tợn rơi vào trên trường thương của ông. Cường đại lực phản chấn trực tiếp để một thành chủ lui lại xa hơn mười mấy mét. Người rốt cục đã dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Một thành chủ lau đi vết máu ứa ra nơi khóe miệng, hai mắt ông nhìn chằm chằm về phía trước. Hoài thành chủ đang cầm linh kiếm trong tay, chỉ là không biết vì sao ông có cảm giác như Hoài thành chủ có chút gì đó không đúng. Hai mắt hắn vô thần, tựa như hắn là một khôi lỗi, có vẻ như mặc cho người định đoạt.